quay quay ra vô to ra bao của quay cho đủ mấy cái hình con chắc chắc lên đó nó quay một vừa lan cũng là lan cũng nhiều đó vì lịch nữa rồi. Con xin phép con quay bạn một xíu nha. Dạ. Cái này mình sẵn lạc đi rồi mình bố ba mình nặng luôn hay răng bạc hay con làm gì nữa hả thôi mình nhào vì đất đeo rồi vô trao nó mới làm cho hả dạ con cái này là mình nhào đất à. Dạ cái này mình chở mua về rồi để đấy bạn hình thì mấy vùng cây nhất cũng à dạ cho lúc được cùng lại đấy mà chắc lại chập một hết bạn ấy ừ. Lúc được chắc cũng đất cùng cánh cuộn mua đây xong à, lại nhiều chập là lấy mình quanh ở đây bây dạ. Giờ thấy rồi đi mua các ra dạ một đất nhìn cái lạc đất nhìn động là cái làng gỗ là mấy trăm năm rồi mà dạ ta thấy thôi bộ năm trăm năm phải bình thường khách du lịch họ tới đây nhiều bạn ấy dạ đợt dịch này cái đợt dịch này dạ đợt đi nhiều cái đất này với cái đất phu xá nó không khác chứ có gân giống nhau bạn ơi cái đất phu xá không phải hàng cùng mềm mềm phu xá không có sét à. Đất này đất sét không đất xa là cái độ kình cái bên kia như mờ đó con cá nên có cái đồ kình dính phu xá là bên đông lên đổ bọc nó không dính dạ đấy. Chỗ của bạn là có làm mấy cái xanh hay là cái xanh cửa đỏ không cửa xanh ngày xưa kìa bây giờ hết rồi bây giờ nó đỏ xanh nó kiểu phẩm nó như là bây giờ không tiêu thụ được dạ giá thành khô luôn củi dạ củi mà luôn lao á đồ đỏ đỏ nhưng mà có cái kiểu để trong cái cầu để trong cây đâu được không bạn được có loài nữa có rồi à, có cái đó họ tới họ đạt trong cây thì họ đạt phần lồn dạ không loan nữa đó à dạ dạ không lắm vốn lồn không loan là mất dạ sành nó
chắc trong đấy hẳn cũng có lẫn là sàng với đồ nhỏ, nhưng mà lên cái kia có cái gàng gàng đó là cũng cũng lọc được luôn đó, bác ấy. Vô mình nhồi mình đợt à, dạ. Đó là mình đựng hết ra. Dạ. Vô trong kia mình nhồi lại lần ấy. Dạ. Không có cái không có cái sợi giấy nào, cái thánh nào, gọi là cái chí rồi bạn ơi, mình cắt 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 mình sẵn sẵn đó. Cái nề, cái nề. Cái nề. À, cái nề. Sáng bây giờ. Nó lên nha. Kiểu đồ nó kiểu như cái nề nó chắc là đồ nghề làm đất rồi bạn ấy, không hiểu được. Ví dụ bình thường du lịch đó rồi là chỗ của bà họ cũng cũng gọi là mình cũng cái cơ sở của mình họ cũng tới họ tới có tour rồi à, cái tour tour là dẫn lên đây mua vé ở dưới kia à, mua vé dưới kia lên đây nè. Dạ. Thực tế con không biết, nghe ở Hội An có là gốm Thanh Hai mà đi vô đấy cái cúng viếng này kia mà à. Tưởng là trong kia là hết chứ con không biết là xung quanh làng xóm nó có dân làng rồi là... mới đây mới lòm rồi à, dạ. Đi lên xe mày cố lắm vậy nhé. Chống ngậm được cái để nó mua bụng chứ.